Em xin mến chào quý cô con anh chị gần xa trên mọi miền Tổ quốc đang xem kênh NLTK nha. Hôm nay em có giới thiệu đến quý bà con anh chị mình 4 cây mai tàn tứ quý và 1 cây mai vàng và một số mai phôi mai nha bà con. Địa điểm đến đây là khu vực Bình Dương B, phường Long Tiền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0918 864 880, đó cũng là số Zalo nha bà con. Mọi chi tiết liên hệ thương lượng qua số điện thoại đó giúp em. Rồi em cũng không quên cảm ơn quý bà con anh chị mình thời gian qua đã ủng hộ em. Em mong quý bà con anh chị tiếp tục ủng hộ nha. Để tránh mất thời gian quý bà con anh chị mình thêm theo dõi kênh, em sẽ vô cây thứ nhất nha. Cây mai tàn. Và cây số 2 cũng là cây mai tứ quý nha bà con. Tứ quý tàn nha. Cặp này nó như song sinh vậy nha bà con. Cái phom tàn nó rất là đều, nó rất là giống nhau luôn nè. Đế thì nôm rất đẹp. Em bứng cái bầu tàn rất là lớn nha bà con. Bà con xem kỹ giùm em nha. Cái này quý bà con nào chốt cặp đem về sở hữu cây này chân người trước rất đẹp nha. Đế rất nôm cao nha bà con. Bốn mặt luôn, 24 giờ nha bà con. Thóc thân mình rất thấp nha. Rồi em báo thông số cho bà con tham khảo cây thứ nhất nha. Chiều cao là 3m, tán ngang là 2m rưỡi. Cái độ thoát thân này là 68. Cái vị trí nơi đây là 41 nha bà con. Cái vị trí nơi đây là 39 đi. Cái này tính 39 nha. Nó nở cũng khó đo lắm nha bà con. Nơi đây là 45. Tổng củ đế đặt này là 150 nha bà con. Cái đường kính bầu này là 90. Cái này em bứng em về khoảng 1 tuần mà lá không xuống nha bà con. Bà con nào là chốt là em sẽ lặt lá em gieo cây nha. Rồi cái này em xin Zalo với bà con gần xa mình, giá là 16.500.000. Em bao ship 200 km nha bà con. Rồi tiếp tục đây là cây mã thưa số 2 luôn nha bà con, cũng là cây tứ quý tàn luôn nha. Cái này là một cặp nha bà con. Cái tàn rất đẹp đây. Đế nó cũng giống như cái cây bên kia luôn nha bà con. Cái thông số nó cũng y chang vậy nè, em đo cái thông số của cái cây thôi ha. Đây. Nơi đây là 44 nha bà con. Cái độ sỏm là 2 tấc nha. Tổng cái hoành đế này là 110-150. Rồi cái đường kính bầu này là 90 luôn nha bà con. Cặp này là rất đẹp nha bà con. Cây này thì thoát thân này 70. Chi cành đặt kẹo hết nha bà con. Rồi cái này em xin Zalo với bà con giá là 17.500.000 nha. Em bao ship 200 km, xa hơn quý bà con mình thương lượng nha. Cái cặp tứ quý này nếu bà con nào mà chốt cặp thì có cái giá yêu thương nha mấy quý bà con. Rất đẹp nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 3 là cây tứ quý nha bà con. Ngay từ cây tứ quý này nó nằm luôn luôn nha. Nó một cốt mà nó thoát lên nó 7 chi. Cái tàn nó đây bà con. Quá khứ cái tàn. Tròn rất đẹp nha bà con. Bà con chơi tàn là hết sảy nha. Nó nằm trong cái lu. Đập cái lu ra nó có một cục đất nhỏ vậy nè bà con, mà gió thổi nó không ngã. Mình ra phải vịn tiếp.
chứ không phải là cái bầu đất nhỏ nha, nó nằm ở trong cái lưu em không khai thác ra những cái cọng đế này rất dữ nha. Mà con thích chơi tàn là chơi không, mình sạc bonsai cũng rất đẹp nha. Đế đây có nhiều lắm nha, xuống đây là đế dữ lắm nha bà con. Bà con biết đế lưu nó lâu năm mà, cái thứ quý nè, nó lâu năm lâu lớn lắm. Đế là 24 giờ luôn. Chăm chỉ giúp em nha. Còn cây này tàn thì hết sảy rồi. Thoát thân lên rất đẹp nha. Rồi em báo thông số cho bà con tham khảo nha. Chiều cao này là 4m. Tán ngang này là 3m. Cái độ thoát thân 90. Cái vị trí nơi đây là 39. Nên đây là 42 nha, hai vị trí nha bà con. Đế thì nói chung là nó đụng bầu hết nha, 150 đi. Đường kính bầu này 60. Cái này xin Zalo với con gần xa mình giá là 13 triệu. Cái này em bao ship 200 km nha, xa hơn với con thương lượng nha. Tàn rất khủng nha bà con. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 4, cũng là cây tứ quý tàn luôn nha bà con. Một cốt nha. Ồ, cái tàn đâu khá là lớn nha. Em đi xa nữa đi, đi xa lui lại. Cái tàn đây bà con. Em không có lên bằng quay nổi nha, em đưa lên xe để có gì bà con xem chậm chậm giúp em nha. Rồi cái tán ngang này là 4m nha, chiều cao là 4,5m nha bà con. Cái này em chưa con, nghe con lại rất là đẹp nha bà con. Nếu bà con cần em con cho bà con luôn nha. Rồi. Cây này đế rất lực nha, em không có bôi đế nha bà con. Đó. Em đi vòng qua đây một cái nó đi rồi ha, ha. Đừng có đi trái ngược nắng không thấy. Nó thoát thân rất là đẹp nha bà con. Đây, thoát thân rất đẹp đây. Di cạnh nó đóng cũng đều lắm nha, cây này đóng khá là đều nha. Rồi em cho cái thông số cho bà con tham khảo nha, em đo hai vị trí nha. Cây này nói chung có nở mình cũng khó để mình hảo cái vị trí nha. Chín ở đây là 47 nha bà con. 47 nha, xuống nữa là còn nở nữa nha bà con. Vị trí này đây là 50 nha. Thôi mình đo cái này luôn đi bà con ơi. 37. Rồi cái độ thoát thân là 4 tấc. Cái chi thứ nhất là 13. Đế là nói chung nó đụng bầu hết nha bà con. Tổng quanh đế này là 200 có trên nha. Rồi cái đường kính bầu này là 80. Bà con nào thích chơi tứ quý là cây này là hết sảy nha. Đế cũng còn nhiều nha. Còn đế rất nhiều, cây tàn em không có khai thác nha bà con. Em chỉ là moi lên cho nó dạng dạng cây cho mình thôi nha. Xương cành nó đóng khá là đều đây. Rồi cây này em xin Zalo với con giá là 18.500.000 nha. Cái này em bao phí ship bà con là 200 km nha, xa hơn quý con thương lượng với em nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 5, là cây mai tàn nha bà con. Mai vàng mình nghe bà con, mai dảo nha. Bông từ 7 đến 9 cánh, bông khích đẹp nha. Đặc biệt là cây này nó nu luôn nha bà con. Mai nu. Chi tàn xương cốt nó rất lớn nha. Bộ đế nó thì thôi rất dữ nghe bà. Bà con từ từ xem giùm em nha. Cái này nặng lắm, hai cha con lên bằng quay không nổi. Bà con xem giúp em. Nung hết nha bà con. Cây thì nó dặn nè. Trên này nó bể xù hết luôn. Đây dặn nu này hết là già cây nha.
À, nu hết nha, mặt bên đây nu cũng dữ lắm nha. Nói chung là nu bốn mặt hết bà con ơi, xù hết đây. À, cây này nó được cái là nu xù, tay chi cành nó rất là mịn cây luôn nha. Đó, 7-9 cánh nha bà con, bông khít nha. À, rồi em báo thông số cho bà con tham khảo nha. Cây này rất bonsai lùng lực luôn đây bà con. Ở cái tán ngang nó là 3 mét nha bà con. Chiều cao là em cân xuống lại là còn lại là 2,5 mét nha bà con. Cái độ thoát thân là 50. Cái độ sỏm của đế là 30. Em đo cái vị trí ở đây là 46 nha bà con. 46 hoành thân nha. Xuống dưới nó nở nữa nha. Em đo hai vị trí cho bà con tham khảo. Là 48 nha. Nâng nở cây 40. À, cái tổng cái hoành đế này là ra hết đụng bầu hết luôn bà con ơi. Tổng hoành đế này là 300. Đường kính bầu 80. Ủa bà. Đường kính bầu là 75. À, cây này là cây mai mai nhũ nha bà con. À, cái giống mai nhũ nha, bông rất đẹp nha. À, cái loại mai nhũ này thì bà con yên tâm là bông mình là rất là đẹp đây. À, à, nó lên nhũ hết đây nha. Lên chi là nhũ, lên chi là nhũ nha. Rồi à, con bà vàng bà đế đây bà con. Rất lực nha. À, em để cái tay lên cái tổng đế đây nè. Đó, đế đây nghe bà con, đế mà còn nu nữa. À, thân là nu bốn mặt hết luôn. Cây này đáng sưu tầm nha bà con. Rồi, cái này em xin giao lưu với quý bà con gần xa mình, giá là 24 triệu, em bao ship 200 km. À, xa hơn quý bà con thương lượng với em nha. Rồi, tiếp tục đây là cây mã số 6 là cây mai vàng nha bà con. Cái này bông là 7 cánh nha. Cây này chi cành nó nhạo đây, được 2 mùa nhạo rồi nha bà con. Chi cành rất già. À, cây này cái dạng như là thú vậy nha bà con. Ây da, em demo lên cái chậu cho bà con tham khảo nha. Bà con thích chơi chậu này chơi, còn chơi chậu hình chữ nhật cũng vẫn được nha. Đó, em lấy cái bộ xương tàn ở dưới này lên. Cây dầm rất lực, bộ xương tàn rất lực nha bà con. À, rất lớn nha. Bà con về chỉ đợi là nó lọt cái lá đầu ra là mình chơi thôi. Năm nay là bông chơi vi vu nha. Cái thân nè bà con. À, rất khéo cây. Được rồi. Cây này cái tàn nó lợp ra là dòm nó rất lớn nha bà con. Thôi thôi dịnh cây này cho cha đo. Rồi, chiều cao là 1 mét. Tán lá là 1,40 m. Vị trí này đây là nó 26. Củ đặt là 46. Tổng hoành đế là 85. À, đường kính bầu là 46. Cái này rất nghệ thuật nha bà con. À, cái này xin giao lưu với con giá là 6.500.000 nha. Cái này đi xa không được nha bà con, em bao 200 km thôi, tại đóng khung nó nặng phí lắm, tính chiều cao rồi độ cồng kềnh tiền nó đội lên nhiều lắm. Ví dụ có gì quý bà con thương lượng với em nha. Rồi, tiếp tục đây là cây mã số 7 nha bà con. Mã số 7 này là cây mai vàng nha. Cái dáng này em cũng không biết kêu bằng dáng gì luôn, em gọi tạm gọi cho nó là
con thùng luồng nghe bà con, thùng luồng quá long nha. À, quái cây lắm nha bà con. Cái này thì bông em không biết nha, về mình ghép đi chắc cút. À, bà con nào thích chơi dán quái dán long rồi coi cây này là siêu tầm là hết sảy nha. Rồi cao là 44, đo đâu trời, quanh thân 17, tổng quanh đế là 65, đường kính bầu này là 439. Cái này xin Zalo với con gần xa mình giá là 1.300.000. Cái này em bao phí ship. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 8 nha bà con. Mã số 8 là cây mai vàng. Cây này nó có bộ đế quái như con bạch tuộc nha bà con. Đặc biệt là thân nó nu hết nha. À, dáng này là dáng trực hơi siêu một tí nha. Mình ghép vô hai bo là chơi thôi. À, bộ đế nó là cắm cắm xuống không nha bà con. Nó như con bạch tuộc vậy đó. Rồi em cho bà con cái thông số nha. Cao là 40, quành thân ở đây là 30, tổng quành đế này là 88, sổ đế là 2 tấc, đường kính bầu này là 45. À, cây này cái độ quái rất quái nha bà con. Cái này xin Zalo với con giá là 2.800.000. Em bao phí ship nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 9 là cây mai xù nha bà con. À, xù cúp luôn nha. À, cái này xù là xù mạnh luôn. Cái này nếu bà con để cái này làm cái chi thì mình lợp ra. Còn không nữa mình tán bỏ này luôn, mình chơi cái đầu bên đây mình làm một cái đỉnh luôn. À, đế là 24 giờ rất lực luôn bà con. À, xù đây. À, xù rất mạnh nha. Xù quanh thân là bích hết rồi nha bà con. À, cái này chăm về sau là lên tiền cây lắm nha. Cao là 42, quanh thân ở đây là 42, tổng quanh đế này là 107, cái đường kính bầu 50. Cái này xù rất quýp nha bà con. Rồi cái này em xin Zalo với con giá là 6 triệu em bao phí ship bà con nha. Tiếp tục đây là cây mã số 10 cũng là cây mai vàng luôn nha bà con. Mặt bông thì em không có nắm được nha. À, cái này cái đế nó nôm nha bà con, rất đẹp cây. À, dáng trực chỉ cần có một cốt luôn bà con ơi. Đế nó loạn loạn trong bầu hết nha. Rồi em báo thông số cho bà con tham khảo. Cao là 57, quanh thân vị trí ở đây là 34. Cây này nó nở nha bà con. Xích dưới này là 46, tổng quanh đế 107, đường kính bầu này là 55, cái đầu xổm này là 2 tấc rưỡi. À, cây này rất đẹp nha bà con. Cái này em xin Zalo với con giá là 6 triệu em bao phí ship nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 11 là cây mai vàng nha bà con. Cái này là bông 7-8 cánh nha. À, cái này một cốt nha bà con. Đế rất là lực, bộ đế rất nôm nha. Chi cành rất to đây bà con. Đó, bà con nào thích chơi một cốt cây này hết sảy nha. Đế cũng rất lực nha bà con. À, ông đế nào ông đế nấy bự to như bắp tay em nha. À, rất lực đây, cạnh khía không nghe bà con. Cây này mới về em không có chà rửa nha. Cái này là gông nha bà con yên tâm nha. Cây rất khỏe, mới về em đục em chưa tha keo, để tí em tha keo luôn bà con ơi. Rồi 1m30 mấy, tính 1m3 chiều cao. Cây này nở nâng nha bà con. 44 hoành thân.
xích đây là 52 nha bà con. Tổng hoành đế là 1m45. Cái độ xổm là 2,5 tấc. Đường kính bầu này là 60. À, cây rất dốt cây nha bà con. Cái này xin giao lưu với con giá là 5.500.000. Cái này em bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 12 nha bà con. Cái này là cây mai vàng dáng bay nghệ thuật luôn. À, chi cành nó có sẵn nha bà con. Thân thì nó lên nu già nha. Bể xù hết nha bà con. À, để là 48 giờ luôn. Rất lực. Cái này mặt bông là 6 đến 9 cánh nha bà con. Đây. Cây rất nâng cây nha. Đây lên xù hết nha bà con. À, mặt bên đây thì nó nu hết rồi. Nó lên cục nu, nó già, nó lên nu. À, nu dài lên trên hết nha bà con. Cây này nó lên nu như là một cây mai chiếu thủy da trung đen, trung nu da đen gì đó nha bà con. À, chiều cao này 1,6. Vị trí ở đây là 50 nha bà con. Củ đặt là 70. Tổng hoành đế này là 160. Đường kính bầu này là 65. À, cây bay rất nghệ thuật nha bà con. Cái này xin giao lưu với con giá là 17.500.000 nha. Em bao ship 200 km, xa hơn với con thương lượng với em nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 13 nha bà con. Cái này là cây tứ quý qua nở 4 mùa. À, chi cành nó là đóng rất đẹp, rất đều nha. Đặc biệt là nó có một cái cành phong em chừa lại cho bà con nghe. Nó lắc nó lả rất đẹp nha. Bà con không thích thì mình tán luôn, còn thích thì mình để. Em thấy để rất là đẹp nha. À, một cốt luôn nghe bà con. Cái vàng đế là rất lực nha. Đây là những cái vàng đế đây, cọng rất to đây. Ở đây là nó cắm xuống không nghe bà con. Cái cọng này đúng lý em cắt bỏ luôn nè. Mấy cọng này em cắt bỏ luôn nè, em chừa lại cho bà con chơi. Thích thì bà con cứ để hai lớp chơi luôn, còn không thì mình cắt mình chơi xài cái lớp cắm này nha. À, rất lực nha bà con. Rồi em tiến hành cho bà con cái thông số. Chiều cao là 75. Vị trí ở đây là 41 nha bà con. Cây này nó nâng nha, xuống tới đây là 45 rồi nha bà con. Tổng hoành đế là hơn 1,5 m, tính 1,5 m. Cái đường kính bầu là 65. À, bà con thích chơi game thì chơi, không mình về mình ghép mai vàng nào mình yêu thích mình ghép vô nghe bà con. Cái này em xin giao lưu với con giá là 8.500.000. Cái này em bao ship bà con nha. Rồi tiếp tục đây là cây mã số 15, cũng là cây cuối clip em ngày hôm nay, là cây tứ quý qua nở 4 mùa luôn nghe quý bà con. Cây này một cốt nha, chi cành nó đóng rất đẹp. À, đế là 4 mặt hết nha. Cái này thì đặc biệt là cái cây này nó nằm ở trong một cái khúc gỗ, nó nằm ở dưới cái bộ đế của mình, em thấy khó chịu quá. Em tháo nó ra luôn nghe bà con. Em tháo nó ra thành ra bỏ hết số đất em ủ lại sơ dừa nha. Nhưng mà em bảo đảm với quý bà con mình là cây rất khỏe, rất mạnh và em bao sống cho bà con nha. Bà con yên tâm. Thay vì em để luôn cái khúc gỗ đó cho bà con mà về nhiều khi bà con nào không biết xử lý rồi về làm gì dập hư rễ nữa tội nghiệp. Đó. Thì em làm sẵn cho bà con luôn. Cây rất khỏe nha. Rồi em tiến hành cho cái thông số. Rồi cao là 1m16. Em đo hai vị trí cho bà con nha. Vị trí ở đây là 52. Xích trên đây là 42. À,
Tổng hoành đế là 1,5 m. Đường kính bầu là 68. Đó. Cái này thích chơi game thì chơi, không mình ghép vô mai vàng mình chơi luôn nha bà con. Cây tứ quý này là nói chung là rất mãnh liệt nha. Và rất dễ chăm. Cái này em xin giao lưu với bà con gần xa, mình giá là 11.500.000. Em bao ship 200 km nha, xa hơn với con thương lượng với em. Rồi, cũng cuối clip em cũng chân thành cảm ơn quý bà con anh chị mình thời gian qua đã ủng hộ. Em mong quý bà con anh chị mình tiếp tục ủng hộ em nha. Nếu bà con thấy kênh hay, xin bà con hãy đăng ký kênh NLTK và cho kênh một like để kênh ngày càng phát triển hơn, để phục vụ cho quý bà con mình những cây đẹp độc lạ hơn nha. Số điện thoại của em là 0918864880, đó cũng là số Zalo em. Em tên Kiệt, mọi chi tiết liên hệ thương lượng qua số điện thoại đó giúp em. Rồi, em xin chào quý bà con.